Armenia, Azerbaijan, Iran có thể tham gia xung đột Nagorno-Karabakh, tuyên bố không dung thứ những cuộc tấn công tiếp diễn. Báo Skudium của Nga ngày 16 tháng 10 đăng nhận định của chuyên gia phân tích chính trị Semyon Bagdasa cho rằng, cùng với Nga và Thổ Nhĩ Kỳ, Iran có thể trở thành một bên tham gia vào cuộc xung đột Nagorno-Karabakh. Bình luận về xung đột Armenia-Azerbaijan, Đại tá Nghĩ Hưu Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Đông và Trung Á cho rằng, Iran sẽ không đứng về một bên và quan sát các sự kiện đang diễn ra tehran đang theo sát tình hình và sẽ đưa ra tuyên bố chính thức cùng với nga và thổ nhĩ kỳ iran có thể trở thành một bên tham gia vào cuộc xung đột nagorno karabakh và đòi hỏi nhiều hơn nữa chuyên gia nga dự báo do đó nếu một máy bay không người lái hoặc một quả đạn của đối phương bay vào lãnh thổ iran một lần nữa Iran sẽ đáp trả bằng những cuộc tấn công vào lãnh thổ của quốc gia khởi nguồn các mối đe dọa. Trước đó, người phát ngôn Bộ ngoại giao Iran ông Said tuyên bố, Tehran sẽ không dung thứ cho những cuộc tấn công tiếp diễn của các bên tham gia xung đột ở Nagorno-Karabakh vào lãnh thổ nước này. Cơ quan phát thanh và truyền hình IRIB đưa tin, ngày 15 tháng 10, 8 quả rocket được bắn từ khu vực xung đột Nagorno-Karabakh đã phát nổ trong lãnh thổ Iran, hậu quả là một người bị thương. Một số ngôi nhà trong khu dân cư của nước Cộng hòa Hồi giáo bị hư hại. Theo IRIB, trong thời gian chiến sự leo thang, có tổng cộng khoảng 50 quả tên lửa và đạn pháo đã bay sang lãnh thổ Iran và Tehran đã gửi công hàm phản đối chính thức tới chính phủ Azerbaijan và Armenia. Theo Guldiem, thông tấn xã Việt Nam.